khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Vào tháng 7 năm 1951, Trung ương Đảng đã lựa chọn và quyết định bí mật cử một đoàn cán bộ gồm 21 người sang đào tạo về khoa học kỹ thuật ở Liên Xô. Họ là những người đầu tiên dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được cử đi đào tạo chuyên môn hệ trung cấp và đại học ở Liên Xô. Sự dấn thân bí mật và sự hy sinh thầm lặng phụng sự cho Tổ quốc trên mặt trận khoa học kỹ thuật của 21 thành viên đoàn Liên Xô 51 gần 70 năm trước không phải ai cũng biết. Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tự hào là nơi lưu giữ gần 3.000 tài liệu quý hiếm của 21 thành viên trong đoàn Liên Xô 51. Liên Xô 51 cũng chính là biệt danh mà Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đặt cho đoàn 21 cán bộ đầu tiên đi du học ở Liên Xô. Giữa núi rừng hòa bình, tại công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, di sản của từng thành viên trong đoàn Liên Xô năm 1951 được mã hóa bằng những ký hiệu ghi trang trọng ngoài bìa mỗi tập hồ sơ, mà bên trong chứa đựng nhiều kỷ vật ý nghĩa. Và ở đó cũng ẩn chứa nhiều câu chuyện bí mật, mà trước tiên phải kể đến là một chiến lược bí mật của Đảng và Bác Hồ mà ngày hôm nay chúng ta mong muốn được giải mã chi tiết. Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1950, tuy đã giành được chính quyền, nhưng trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta vẫn bị cô lập. Biên giới bị phong tỏa do thực dân Pháp thực hiện kế hoạch rơ ve nhằm khóa cửa biên giới Việt-Trung. Thắng lợi của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 có ý nghĩa khai thông một vùng biên giới phía Bắc để Việt Nam liên hệ được với các nước xã hội chủ nghĩa. Tháng 1 năm 1950, Trung Quốc và Liên Xô đặt quan hệ ngoại giao với ta. Cũng trong tháng 1 năm 1950, Hồ Chủ tịch bí mật sang Trung Quốc và Liên Xô trao đổi, bàn bạc, đề nghị các đảng và các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ, viện trợ cho Việt Nam kháng chiến. Trong đó có kế hoạch đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại nước bạn. Trên thực tế, Đảng luôn thấy công tác đào tạo cán bộ là cực kỳ quan trọng, nên đã sớm có chiến lược cử người đi đào tạo ở Liên Xô, Trung Quốc. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ 20, Đảng Cộng sản Đông Dương đã bí mật cử các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Trần Văn Dầu, Nguyễn Khánh Toàn và nhiều người khác nữa đi học ở Liên Xô. Sau đó, họ trở thành những cán bộ cách mạng cốt cán của Đảng. Mặc dù giành được chính quyền đã 6 năm, nhưng bị bao vây thân cô thế cô. Nay biên giới mở thông sau thắng lợi của chiến dịch Thu Đông năm 1950, Đảng ta mới thực hiện được chiến lược bài bản cử đoàn cán bộ đầu tiên sang học tập tại Liên Xô. Khi mà có quyết định thành lập cái đoàn này, thì đương nhiên cái này nó là một cái kết quả như chúng ta cũng đã biết, đó là một cái đánh giá cũng như là một cái sự tác động cũng như là một cái ảnh hưởng ngày càng cao rồi của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi, thì chúng ta mới có được cái đoàn này. Không phải đây là một cái đoàn đi bình thường mà nó có ý nghĩa đặc biệt đến cái vận mệnh của dân tộc mình như vậy. Cho nên là Chủ tịch Hồ Chí Minh chắc chắn trong đáy sâu là người rất vui. Cụ thể đây đó là cái nghĩ đến chuyện xây dựng đất nước. Riêng cái sự kiện này đã nói lên tầm quan trọng của chuyến đi rồi, và đã nói lên là cái tính chiến lược mà Bác và Đảng đã nhìn thấy trước để cử một cái đoàn đi học cho lâu dài. Đoàn được cử đi học qua con đường của Đảng
có mang theo thư giới thiệu của Bác Hồ gửi đồng chí Sulop, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Đầu đề là đồng chí Sulop gửi cho đồng chí 21 đồng chí Việt Nam để đào tạo về chính trị và chuyên môn. Đấy, có câu ngắn ở dưới ký tên là DIN. Hiện nay, chúng tôi mới chỉ tìm thấy trong lưu trữ của Đảng Cộng sản Liên Xô ở nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 1950 ghi rõ. Biên bản số 78. Các nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 1950. Điều 476. Về nhóm chuyên viên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới Liên Xô, chấp nhận yêu cầu của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cho nhập cảnh vào Liên Xô, nhóm chuyên viên Việt Nam gồm 21 người để học đại học và nâng cao trình độ nghiệp vụ. Như vậy, rõ ràng việc cử 21 chuyên gia đầu tiên của Việt Nam sang học tập tại Liên Xô đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô làm việc chính thống, kỹ lưỡng với nhau. Điều này thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của chuyến đi này. Nó cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác trong vấn đề đào tạo cán bộ, chuyên gia cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Có lẽ vì yếu tố tuyệt mật của kế hoạch dài hạn này mà thông tin bằng văn bản về đoàn Liên Xô 51 đến nay vẫn chưa tìm thấy trong các cơ quan lưu trữ ở Việt Nam. Nhưng sự đặc biệt cùng tầm quan trọng của đoàn Liên Xô 51 đó được lưu lại vô cùng đậm nét trong những ghi chép đương thời và ký ức của từng thành viên trong đoàn. Đồng chí Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, đã thay mặt Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho chúng tôi là những người cán bộ của quân đội. Sau đó là đồng chí giới thiệu đến trạm tiếp đón của Ban Tổ chức Trung ương. Đến đấy thì tôi gặp một số đồng chí ở Tổng Liên đoàn cùng đến thành cái đoàn 21 người. Sau quyết định bí mật của Đảng và Bác Hồ, đoàn Liên Xô 51 lặng lẽ lên đường đi học tập các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau ở Liên Xô. Những người đi học đều coi đó là một mặt trận không tiếng súng, nhưng quan trọng không kém mặt trận nơi tiền tuyến. Hai mươi một người được Đảng và Bác bí mật cử đi Liên Xô học tập trong đợt đầu tiên này. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Họ ra đi từ các miền quê khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là cùng bí mật lên đường. Họ đều là đảng viên. Trong đó có những người đang công tác tại các công binh xưởng như các ông Hoàng Văn Lãn, Phạm Đồng Điện, Phan Lục. Có người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân như các ông Lê Duy Thước, Nguyễn Lộc, hay ở ngân hàng như ông Trần Linh Sơn, là bác sĩ quân y như Nguyễn Sĩ Quốc, Nguyễn Trinh Cơ, làm công tác tuyên huấn như Hoàng Bình, công tác công đoàn như Nguyễn Thanh Quế, Tăng Văn Bằng, v.v. Trong đoàn đi học ở Liên Xô năm 1951 ấy, bác sĩ Nguyễn Trinh Cơ được cử làm trưởng đoàn, ông Văn Tôn làm bí thư chi bộ. Tuổi cao nhất đoàn là 42, trẻ nhất là 25 tuổi. Cái tình huống sang Liên Xô rất là đặc biệt, là hôm ấy tôi đi vào nhà máy 1K77 để đón cụ Hồ đến thăm nhà máy quân giới đầu tiên và một nhà máy duy nhất. Thì đến khi xong trở về thì giữa đường có người gặp là đồng chí phải đến ngay Tổng cục Cung cấp, tức là nhà chỗ cụ Trần Đăng Ninh để đi học, chứ không được về cơ quan, không báo cho gia đình biết gì cả. Thế đi luôn thì thế còn như cái xe đạp phải gửi mà cái cửa hiệu ở phố Ngữ đấy, chứ không mang về được cơ quan. Giáo sư kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh được biết đến là người từng thiết kế lễ đài nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, cùng nhiều công trình kiến trúc, quy hoạch khác, sau này được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
Nhưng có lẽ ít ai được biết, ông từng là thành viên của đoàn cán bộ khoa học kỹ thuật đầu tiên được Trung ương Đảng cử đi Liên Xô học tập năm 1951. Ông nhận được lệnh thực hiện nhiệm vụ bí mật khi đang trên đường đi mua thuốc cho vợ ốm. Ông phải gạt chuyện riêng tư để đến nơi tập kết ngay. Trong căn nhà ấm cúng ở Hà Nội, ông Huỳnh Quang Hồ và vợ lật dở lại cho chúng tôi xem những hình ảnh chỉ còn là kỷ niệm về người cha đáng kính của mình. Ông Huỳnh Quang Đại, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, nguyên viện trưởng Viện Bào chế Tiếp tế của Quân y, cũng đã trải qua thời khắc lên đường hết sức bí mật và đột ngột. Nhưng khác với ông Ngô Quy Quỳnh, là gia đình ông Huỳnh Quang Đại có nhận được thông tin trước khi ông đi khoảng một tháng, mặc dù cũng không biết ông sẽ đi đâu. Trước khi ba tôi đi thì chỉ có một số các đồng nghiệp ở quân đội sang báo là ba tôi đi công tác xa một thời gian, chỉ báo thế thôi, chứ không báo gì hơn. Cả nhà không biết, cứ tưởng là ba má tôi với em tôi, với ông anh chỉ biết là ba đi công tác. Thường thường ba tôi đi công tác từng các chiến dịch thì ba tôi từng đi khoảng 1-2 tháng và tôi về. Nhưng đợt này thì gia đình cũng tưởng là ba tôi đi chiến dịch. Ông Huỳnh Quang Đại sinh ra trong một gia đình khá giả ở một tỉnh miền Trung. Sau đó, ông trở thành một trong hai người giàu có bậc nhất Hà Thành trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Nhưng ông đã từ bỏ tất cả để bước vào con đường cách mạng. Năm 1946, ông lên Việt Bắc. Một năm sau, ông được kết nạp đảng và được cử làm giám đốc nha quân dược. Ông giữ vị trí này cho đến khi đi học ở Liên Xô năm 1951. Ngày 9 tháng 7 năm 1951, 21 cán bộ tập trung tại trạm tiếp đón của Trung ương Đảng ở An Toàn Khu. Mùng 10 tháng 7 đến 19 tháng 7 năm 1951, 21 thành viên đoàn Liên Xô 51 được Tổng Bí thư Trường Chinh gặp mặt và căn dặn ân cần, chu đáo. Đồng chí Hoàng Tùng, phụ trách văn phòng Tổng Bí thư, cũng đến gặp đoàn và phổ biến đường lối chủ trương của Đảng. Báo Cứu Quốc, báo Nhân dân ấy, đến để phổ biến nghị quyết của Trung ương và truyền hoàn toàn nói chủ trương của Trung ương về kháng chiến và về cách đi học và xây dựng đất nước. Thì hai được học như thế đó một tuần lễ. Thế sau cái việc học đó thì là đột nhiên là có Hồ Chủ tịch đi, Bác Hồ đến thăm. Để Bác Hồ đến thăm và dặn dò. Lời dặn của Bác được Thiếu tướng Lê Văn Triều ghi trong nhật ký của mình. Sang Liên Xô học phải biết định hướng, vận dụng hiểu biết mới để đảm bảo những yêu cầu thiết yếu của nhân dân, giúp nhau giữ được tư cách. Đi nước ngoài sung sướng, đừng quên người nước nhà cực khổ. Anh em trong đoàn phải đoàn kết, thành thật, phê bình và tự phê bình. Đối với nước bạn, cái gì biết thì nói biết, phải thành thật ân cần. Chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên Liên Xô đào tạo chúng ta. Nếu bằng lòng thì chuyến sau sẽ dễ, đầu xuôi đuôi lọt. Thế thì trong cái lời Bác dặn thân mật cần rất là kỹ càng như vậy đó, thì có thể nêu lên ba cái ý chính: định được hướng nghiên cứu đúng đắn, thứ hai là đạo đức, giữ được đạo đức tư cách để chuyên tâm vào học tập vì cái mục tiêu phục vụ cho đất nước, và thứ ba là giữ được cái mối liên hệ hữu nghị chân thành ân cần đối với bạn. In đậm trong tâm trí của 21 thành viên đoàn Liên Xô 51 là lần được gặp Bác trước khi lên đường nhận nhiệm vụ đặc biệt. 18 tháng 7 năm 1951, bên con suối ở Đại Từ, Thái Nguyên, Bác Hồ đã bất ngờ đến động viên cả đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Bác thì lặng lẽ đến, Bác mặc áo lụa màu vụ và mặc quần cộc bằng thao
màu nâu, tay thì cầm gậy tre, đầu thì đội mũ cứng lực kaki, màu kaki, mà bên cái sườn của bên cái bờ của mũ thì đã có dấu vết rách và sơn rách như trước. Bác đến thì lật ngược cái ghế đẩu mà chúng tôi để trước cho bác ngồi và ngồi thõm vào giữa bốn cái chân. Ấn tượng khó quên ấy được lưu giữ trong các cuốn nhật ký mà cho đến nay nét chữ đã mờ theo thời gian. Nhưng trong ký ức của từng thành viên thì kỷ niệm khó quên ấy không bao giờ phai nhạt. ngày 21 tháng 7 năm 1951, đồng chí Lê Văn Lương trên cương vị trưởng ban tổ chức trung ương tới trao giấy giới thiệu và thết bữa cơm thân mật tiễn đoàn. 22 tháng 7 năm 1951, đoàn lên đường từ An Toàn khu ở chiến khu Việt Bắc. Từ chỗ ban tổ chức trung ương đấy, chỗ Định Hóa đấy, thì chúng tôi đi ô tô lên Nà Phạc và chỉ đi bộ từ Nà Phạc đi qua mấy cái đèo gió với đèo dốc lên Cao Bằng mất một ngày. Rồi từ Cao Bằng xe lại đưa chúng tôi lên Quảng Uyên. Từ Quảng Uyên thì đi bộ lên Tà Lùng và qua biên giới sang cái trạm cung cấp thủy khẩu của ta. Ở đấy có ô tô đưa chúng tôi đi Long Châu. Và từ Long Châu nghỉ mấy ngày rồi lại đi tới Nam Kinh, Nam Ninh. Ở Nam Ninh thì đắt tàu hỏa đi Bắc Kinh. Thì trong quá trình mà đi Bắc Kinh thì tàu nó đi xa cho nên chắc là bây giờ đường chưa tốt cho nên được nghỉ hai chặng, một chặng ở Liễu Châu và một chặng ở Vũ Hán. Thế nghỉ ở Bắc Kinh 5 ngày thì đi tiếp lên tàu đi Mãn Châu Lý 3 ngày. Chia tay núi rừng Việt Bắc, đoàn 21 cán bộ lặng lẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Bác giao phó. Một chuyến đi tuyệt mật, một nhiệm vụ bí mật không ai được phép tiết lộ. Chỉ núi rừng Việt Bắc ghi dấu bước chân họ lên đường nhận một trọng trách lịch sử có ý nghĩa đặc biệt lớn lao đối với công cuộc kháng chiến kiến quốc còn nhiều gian khó. Ngày 27 tháng 8 năm 1951, sau hơn một tháng, 21 thành viên của đoàn Liên Xô 51 đặt chân đến Liên Xô. Đất nước xứ sở Bạch Dương đón họ trong một ngày trời thu đẹp nao lòng. Luôn vang vọng bên tai 21 thành viên đoàn Liên Xô 51 là những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi họ lên đường. Và sau đó thì anh Trực Trinh cũng nói, thế chúng tôi đánh máy hai bài đó và như thế là sang Liên Xô. Hai cái bài đó cứ mỗi lần họp chi bộ để đọc lên để cùng nhau kiểm điểm. Trong cái quyển nhật ký đây nó có ghi quyển này. Có một cái đoạn là ngày Tết thì ông đang ngồi ở Moscow, là ông rất là buồn bởi vì bạn bè thì cũng mỗi người một nơi này rồi thì cũng không có ấy. Thì ông ấy viết là như này, là Bích, chị Mị, Hoàng, Lĩnh Thắng sống ở đâu? Vắng mình lần này là lần thứ hai. Chắc cả nhà buồn và không bày vẽ gì cho trẻ con. Cuốn nhật ký đó hiện nay được gia đình giáo sư lưu giữ, khổ 9 x 14cm, viết bằng bút mực đen, nét chữ đã nhạt nhòa trên các trang giấy. Thank you.
một thành viên trong đoàn, ông Hoàng Bình xác định rằng mình đang mang trên vai gánh nặng của đất nước. Và mình không thể trực tiếp làm cách mạng trên chiến trường thì mình làm cách mạng khoa học. Do đó, ông chỉ chăm chú học tập ở bất cứ mọi nơi, mọi lúc. Kỷ luật lắm. Đi đâu thì có ba người đi với nhau. Thế vào thế cả anh có nhảy đập không? Việc học khi đó sáng vì học tiếng nhé. Thế thì học chuyên môn nhé. Mà cả anh nhé là đảng viên, mà lì là cán bộ. Cho nên là chỉ có lao vào học thôi. Học kinh khủng, ông nhớ tôi là 100% điểm 5. Ông viết thư về khuyến khích vợ là bà Đoàn Thị Uyển phải học hành cẩn thận và tiếp tục trau dồi bản thân. Ông nói với vợ, phải học vì mình còn dốt lắm em à. Ông Lê Văn Triều được phân công học trường đại học Boman, trường đại học kỹ thuật số 1 của Liên Xô, chuyên về công nghiệp quốc phòng. Sự cô đơn nơi xứ người cũng khiến nhiều khi ông buồn và nhớ nhà da diết. Nhưng dường như trong ông chỉ có một quyết tâm và một tâm trạng duy nhất, học, học và học. Tức là thực hiện lời dạy của Bác, học để trở về xây dựng quê hương. Ý nghĩa đó đã tạo nên động lực giúp ông vượt qua tất cả những nỗi nhớ nhung gia đình và ham muốn đời thường. Hàng năm, cứ vào dịp hè, các ông lại tổ chức gặp mặt nhau tại Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow. Trong năm đầu mới sang, các ông đã chủ động bàn nhau dành dụm tiền học bổng để ủng hộ việc xây dựng nhà đại sứ quán. Phong trào này được các đoàn học viên sau tiếp nối. Hai người chúng tôi sống cùng một phòng, lập một chi bộ, hàng tháng cũng họp và nội dung là đọc hai bài dặn dò của Bác và của đồng chí Trường Chinh, rồi tự kiểm điểm thái độ học tập và sinh hoạt. Hàng tháng mỗi người thì được 1.000 rúp, chỉ trả tiền ăn 360 rúp cho nhà trường, chỉ để lại chi 140 rúp mua sách vở về tiêu vặt, còn 500 rúp thì gửi về giúp đại sứ quán. Có thể thấy những lời dặn dò chứa chan tình yêu thương, trách nhiệm đối với con người, với dân tộc của Bác cùng tình yêu đất nước tha thiết đã giúp những thành viên trong đoàn cán bộ đầu tiên đi đào tạo tại Liên Xô giữ vững tinh thần, quyết tâm học tập nơi đất khách khi phải xa quê hương, gia đình mấy năm liền. Nhờ đó, kết quả học tập của họ đều đạt thành tích tốt. Thế có thể nói là quyết học tập rất tốt đến nỗi bí thư đảng ủy nhà trường nói với chúng tôi như thế này. Đây là ông thiếu tướng nói với chúng tôi như thế này. Chắc là ở Việt Nam, cấp trên đã chọn lọc rất kỹ nên mới được có cán bộ sang học Liên Xô như các đồng chí. Nếu tất cả cán bộ bên các đồng chí đều như vậy thì nhất định cách mạng Việt Nam thành công nhanh chóng. Với một chiến lược tuyệt mật, 21 thành viên đoàn Liên Xô 51 đã lặng lẽ lên đường nhận nhiệm vụ và họ đã nỗ lực hết mình để học tập thật tốt nơi đất khách. Tuy nhiên, có lẽ bởi lý do bí mật đó mà ngày nay những tư liệu về đoàn LX51 không còn nhiều. Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam bằng nỗ lực của mình đã tập hợp được những bài viết sâu sắc và ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp của 21 thành viên đoàn Liên Xô 51. Và những bài viết ấy được trang trọng in trong phần đầu cuốn sách Di sản ký ức của nhà khoa học do trung tâm biên soạn. Có thể nói, đây là tài liệu quý để các thế hệ hôm nay và mai sau có thêm những thông tin quý hiếm khi tìm hiểu về đoàn cán bộ đầu tiên được bí mật cử đi học tập tại Liên Xô năm 1951. Đoàn Liên Xô 51 là những hạt giống đỏ trong từng lĩnh vực chuyên môn của mình, được tôi luyện trong khói lửa của cách mạng, được những cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ.
những hạt giống đó sẽ nảy mầm, đơm hoa, kết trái và phát triển như thế nào để đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc còn gian nan phía trước. Các bạn hãy đón xem tập 2 của phim Câu chuyện bí mật sẽ phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian tới.